Thưa quý vị và các bạn, hiện nay giá một số mặt hàng nông sản như mì, bời lời, cao su đã tăng hơn so với trước đây. Tuy nhiên, do đường giao thông đi lại quá khó khăn nên người dân trên địa bàn huyện Đắk Lây đã phải bán nông sản cho thương lái với giá thấp. Do ảnh hưởng của mưa bão, thời điểm cuối năm 2020, tuyến tỉnh lộ 673 đoạn từ xã Đắk Chon đi xã Mường Hòn, xã Ngọc Linh, huyện Đắk Lây bị hư hỏng nặng. Dù đã khắc phục nhưng việc đi lại vẫn còn nhiều khó khăn. Chính vì vậy, nông sản của người dân bán ra giá rất thấp so với các xã ở vùng thuận lợi. Cà phê có 4.600 mấy, hoặc 4.900 chỉ bằng đây thôi, còn mì thì có 1.500. Huyện Đắk Lây có hơn 1.760 hecta cà phê, gần 1.540 hecta cao su, hơn 4.000 hecta mì. Đây là những loại cây trồng mang lại nguồn thu nhập chính cho người dân. Mặc dù giá các mặt hàng nông sản thời điểm hiện nay đã tăng so với trước, nhưng đối với người dân ở các xã đường giao thông đi lại khó khăn như các xã Đắk Chon, Mường Hòn, Ngọc Linh, Đắk Lô, Đắk Nhon thì giá bán thấp hơn nhiều so với giá thị trường. Theo người dân cho biết, vì đường giao thông đi lại quá khó khăn nên thương lái mua với giá thấp hơn. Nếu không bán thì cũng không biết bán cho ai. Đơn cử như giá mì tươi, người dân bán tại xã với giá 1.500 đồng 1 kg, trong khi giá thu mua tại các nhà máy chế biến tinh bột sắn từ 2.300 đồng đến 2.500 đồng 1 kg. Giá mì hiện tại bây giờ là có 1.500 thôi, nhưng mà làm rất cực kỳ mệt, nhưng mà xe lại không đi được, nhưng mà phải đèo bằng lưng về từ ráy ra tới đường xe. Giá nó bập bình, thì người đi buồn đó là có nói ngày nay một giá, ngày sau một giá. Ngoài việc phải bán với giá thấp hơn giá thị trường, thì năng suất của các loại cây trồng cũng bị giảm hơn so với những năm trước vì mưa bão làm thiệt hại. Để như bà lời này, bữa thì cách đây cũng tháng rồi. Bà lời thì có 3.700, 3.800 thì giá nó thất thường lắm. Này có được lên có 4.000, có 1-2 ngày rồi mấy. Mì thì nói chung thì năm nay thì mì nó dân trong nó hay bị úng nhiều, thì giá mì nó rất là thất thường. Nếu mà giá cao thì dân cảm thấy cũng mừng, mà có lúc thì 2.000, có lúc thì 1.800, có lúc thì 1.900. Bà con rất là mong muốn sao nhà nước xem xét thế nào cân đối được giá cả nông sản của bà con để bà con mừng và phát triển kinh tế. Hiện nay các tuyến đường giao thông từ trung tâm huyện Đắk Lây đi vào các xã hầu hết đã bị xuống cấp trầm trọng. Vì vậy, người dân mong muốn các cấp chính quyền quan tâm đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng giao thông để việc giao thương hàng hóa được thuận tiện, nhất là việc bán các mặt hàng nông sản sẽ được giá hơn và cuộc sống người dân sẽ ổn định hơn.